khoa khu vực Bắc Quang. Dạ vâng, em kính thưa các thầy ạ. Em xin báo cáo bệnh nhân bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang ạ. Bệnh nhân nam 61 tuổi, BMI 17,9 và viện lúc 14 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2020, lý do khó thở. Tiền sử bệnh nhân câm điếc bẩm sinh, phẫu thuật thủng dạ dày cách 2 năm. Bệnh tim thì không rõ chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị tại nhà, thuốc trợ tim dạng nước uống ở nhà. Ngày nay bệnh nhân ở nhà khó thở nhiều, vã mồ hôi vào viện. Lúc vào bệnh nhân kích thích vã mồ hôi, chân tay lạnh, khó thở như hao 4, tim loạn nhịp hoàn toàn, huyết áp không đo được. Phổi gian ở hai bên, giảm thông khí hai đáy phổi, gan to dưới bờ sườn 3 cm. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu, lập đường truyền, điện tim có rung nhĩ nhanh là số thất 206 chu kỳ trên phút. Bệnh nhân được an thần, sốc điện đồng bộ 100 jun và chuyển về nhịp xoang. Và thuốc dùng ở trong cấp cứu có là dubutamin liều 5 microgram trên kg trên phút. Furosemide 40mg nhân một ống. Điện tim sau khi sốc điện nhịp xoang số 126 chu kỳ trên phút. Hiện tại là điện tim hiện tại là nhịp xoang số 110 chu kỳ trên phút và có ngoại tâm thu thất đa ổ. X quang lúc vào thì bệnh nhân có vòng tim to, vùng phổi tràn dịch vòng phổi hai bên. Siêu âm tim thì nhĩ trái 43 DD67 F30%, thất phải 39. Giảm vận động nhiều các thành thất trái, hở van hai lá nhiều, ba lá nhiều, tăng áp phổi vừa. Có dịch màng ngoài tim, khoảng sau thành khoảng trống siêu âm thành sau chất trái 8mm, có dịch màng phổi hai bên. Và có các siêu âm tuyến giáp thì có thùy giáp phải có vài khối tăng âm kích thước 15x12mm. Các xét nghiệm lúc vào thì có bạch cầu 15.000, CPHS16, INR là 2,5, fibrinogen là 1,2, men gan tăng cao là GOT trên GPT là 524 trên 323. Và thuốc hiện tại của em đang dùng là kháng sinh Oxacillin 6 gram ngày, Vinzic ngày 2 viên, Adaptone 1 viên, bù điện giải, Cimarin. Và cái dobutamin thì bọn em vẫn duy trì liều 5 microgram trên kg trên phút. Bởi vì chẩn đoán là bọn em là suy tim cấp, phù phổi cấp, dung nhĩ nhanh có tụt áp, hở van hai lá nhiều, ba lá nhiều, tăng áp phổi vừa, suy gan cấp, theo dõi cường giáp và áp xe vùng cạnh rốn. Em sẽ ý kiến hội chẩn đoán đã xử trí đã phù hợp chưa và hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Em xin hết. Vâng, hiện nay bệnh nhân có dùng dobutamin được không ạ? Có ạ. Bây giờ bệnh nhân vẫn đang duy trì liều 5 microgram trên kg trên phút ạ. Huyết áp bệnh nhân bao nhiêu ạ? Bây giờ huyết áp của bệnh nhân là dao động khoảng từ 105 đến 110 ạ. Nước tiểu ạ? Nước tiểu một ngày được dao động khoảng 2 lít ạ. 2 lít, vâng. Tình trạng bệnh nhân so với lúc vào viện thì cũng khá lên nhiều hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Bệnh nhân cũng được đeo hôn tơ, điện tim thì có ngoại tâm thu thất chiếm 10%, đa ổ và có nhiều cơn tim nhanh thất ngắn á. Kết quả đeo hôn tơ điện tim ạ. Vâng, cũng xin thông báo với tất cả các đầu cầu của anh chị, đây là bệnh viện đa khoa huyện miền núi đó, Bắc Quang. Anh chị em đã làm rất tốt. Một bệnh nhân mà có thể gọi là tình trạng nguy kịch đã được điều trị xử lý. Tôi nghĩ là ít có bệnh viện nào của chúng ta ở đây mà dám cầm hay ngay cái đầu dò sốc điện mà sốc cho bệnh nhân như vậy. Lần đầu tiên thì tôi xin chúc mừng anh em đã cấp cứu thành công bệnh nhân. Tuy nhiên là bệnh nhân này thì chúng ta còn rất nhiều cái vấn đề cần phải thảo luận. Vì đây là bệnh nhân rất nặng và tình trạng nguy kịch, bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi độ. Thì trước hết thì tôi xin phép mời thầy Linh cho xem cái hình ảnh X-quang. Thầy cho mọi người xem cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân rất là điển hình. Một cái trường hợp bệnh nhân suy tim toàn bộ và có ứ huyết ở hai phổi. Điển hình một cái trường hợp phù phổi cấp trên bệnh nhân bị suy tim, mà đây là suy tim trái. Vâng, trước khi thầy Linh cho thì tôi muốn phân tích một chút về hình ảnh điện tâm đồ. Điện tâm đồ của bệnh nhân lúc trước, đây hình ảnh có thầy Linh, thầy Linh xin phép cho hình ảnh của X-quang ạ. Vâng. Các anh ấy sử dụng phim CT để chụp X-quang ạ. À, cũng là phim chụp lại, và chúng ta sẽ thấy khơi. Vâng. Dạ, báo cáo thầy Hiếu, đây là cái phim gọi là chụp tôm Scoville của cái căn lớp vi tính thôi. Thì đây là coi như là một cái phim phổi thẳng, nhưng mà tư thế là bệnh nhân là tư thế nằm. Thì ở trên này thì chúng ta thấy là cái hình tim rất to và to toàn bộ. Các quai, các bờ của bóng tim đều to, cả tâm tim phải, tim trái.
Thế và cái cung động mạch phổi có cái hình ảnh là ứ huyết phổi cả hai bên cũng khá nhiều ạ. Hình ảnh giống hình bắt đầu chúng ta bắt đầu thấy gần giống hình con cánh con bướm đấy ạ. Dạ, hai bên nó tập trung ở phần trung tâm và tỏa ra hai ngoại biên. Dạ, đồng thời cung động mạch phổi bên của bờ tim bên trái là thẳng băng, áp lực phổi chắc chắn sẽ đang cũng rất cao. Vâng, nhưng mà thầy Linh có thể phân tích được cái dịch màng phổi trên trường hợp này để hướng dẫn cho các bạn khi phân biệt giữa bóng tim to và dịch màng phổi trái không ạ? Trong cái trường hợp mà dịch bên phim này là phim nằm ạ. Vâng. Phim nằm thì chúng ta sẽ rất khó để phân biệt, tại vì cái dịch màng phổi nó sẽ láng đều ra nên cả cái trường phổi nó sẽ mờ hơn bên đối diện một chút. Thế thôi chứ nó không tập trung, nó tạo thành tù góc sườn hoành. Vâng, nhưng góc sườn hoành chúng ta không nhìn thấy, góc sườn hoành là bị quả bóng tim to, nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy là ở phía đáy góc sườn hoành ấy, chúng ta vẫn có dịch đấy ạ. Vâng. Nên là cái đáy mắt sườn hoành bên trái cũng dịch, bệnh nhân này chắc chắn là có dịch màng phổi đấy ạ. Tuy nhiên chúng ta biết là có một cái câu hỏi của tất cả các bác sĩ hay đặt ra đấy là trong suy tim thì thường là dịch màng phổi cả hai bên, vì bệnh nhân giảm tăng áp lực động mạch phổi nó gây tăng áp lực thủy tĩnh. Ở những bệnh nhân tại sao lại có những bệnh nhân suy tim mà lại chỉ có dịch màng phổi một bên? Thì thường trường hợp này thì chúng ta hay chỉ cần hỏi bệnh nhân thôi là bệnh nhân hay nằm nghiêng bên nào, thì thường bệnh nhân sẽ nằm nghiêng bên trái và lúc ấy thì dịch màng phổi bên trái sẽ rất nhiều. Thì Linh có thể kiểm tra trên phim CT có dịch không ạ? Đây báo cáo thầy Hiếu, trên cái phim cắt lớp vi tính này thì bệnh nhân có dịch màng phổi cả hai bên, ạ, vâng. Dịch tự do. Đấy, tại vì do khi bệnh nhân nằm thì cái nó sẽ gây ra mờ của trường phổi chứ nó không gây ra cái hình ảnh là tù góc sườn hoành hay là hình ảnh đường cong Damaso được. Thế ngoài cái tràn dịch màng phổi thì ở trên cửa sổ ở trung thất này thì chúng ta cũng có thể thấy là từ phía trên xuống thì bệnh nhân có cái tăng áp động mạch phổi rất rõ, cái đường kính của động mạch phổi lên đến gần 4 cm và to hơn động mạch chủ khá là rõ. Hình tim cũng to toàn bộ cả thất phải, thất trái, cả nhĩ phải đấy ạ. Cả nhĩ trái cũng đều to như vậy, tim này to và tương đối cân đối ạ. Ở phần tầng cao của bụng có chụp qua thì chúng ta thấy là có cái hình ảnh nó phù của dưới da cũng như là phù của cái phúc mạc. Đấy, như vậy đây là cái tình trạng mà suy tim mà ứ huyết khá nặng gây ra phù toàn thân. Trên cửa sổ của nhu mô phổi thì có cái hình ảnh thứ nhất là có cái đông đặc ở thùy dưới của phổi bên phải. Thế ngoài ra thì có cái hình ảnh mờ kính phân bố rải rác ở cả hai bên của trường phổi, tập trung nhiều ở phần gần rốn phổi và đặc biệt là ở cái vị trí phần thấp của từng thùy phổi. Như vậy đây là cái tình trạng mà ứ huyết và nó cũng là cái dấu hiệu sớm của một cái phù phổi cấp. Nếu mà không xử lý cấp được tốt thì bệnh nhân sẽ dẫn đến là phù phổi thực sự đấy. Như vậy kết luận là ở bệnh nhân này thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh là tim to toàn bộ, giãn động mạch phổi, tràn dịch màng phổi hai bên, có dấu hiệu ứ huyết phổi nặng, có dấu hiệu sớm của phù phổi cấp ạ. Xin hết ạ. Cảm ơn thầy Linh rất nhiều. Và xin phép mời các bạn có một cái chẩn đoán mà tôi thấy là cần phải loại trừ ngay, đấy là chẩn đoán mà bị cường giáp. Và xin phép mời cô Nga để chúng ta yên tâm giải quyết quả tim của bệnh nhân. Căn này thì cho mình hỏi một tí là các bạn làm FT3, FT4 nhưng T-sát các bạn không làm. Thì FT4 của các bạn giá trị bình thường là bao nhiêu? Ở đây các bạn đề là 3,96. Thì labo của các bạn bình thường là bao nhiêu? Em thưa cô là em có làm TSH nhưng mà bệnh viện em lại mới hết hóa chất ạ, cả BNP cũng hết hóa chất ạ. Thì FT3 và FT4 của em là FT3 là 8,4 ạ, FT4 là 3,96 ạ. Không, nhưng mà cái chuẩn bình thường labo của các bạn là bao nhiêu? Chuẩn bình thường của bọn em là cái FT3 là dưới 4 ạ, nghĩa là tăng gấp đôi ạ. Còn FT4? FT4 thì dưới 2, cũng tăng gần gấp đôi ạ. Rồi, bạn có cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp ở đấy không cho mình xem với? Dạ, em thưa cô thì hình ảnh tuyến giáp thì em chưa đẩy lên ạ. Các bạn phải xem kỹ trên siêu âm tuyến giáp vì chắc ở đấy các bạn cũng không làm được các kháng thể kháng giáp đúng không? Vâng. Ở bệnh nhân này thì cái rõ ràng là có cái cường giáp, và cường giáp ở một người mà 61 tuổi, cao tuổi ấy, thì cái nguy cơ mà rối loạn nhịp tim, suy tim cũng có thể xảy ra cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên thì phần trên tim mạch thì chắc là nó cũng có một cái bệnh tim nền nào đấy thì tí nữa thầy Hiếu sẽ phân tích.
về mặt cường giáp thì các bạn chú ý ở bệnh nhân này mình cũng phải tìm nguyên nhân. Ở đây thì có thể có đặt ra ba nguyên nhân. Thứ nhất là bệnh lý tuyến giáp tự miễn. Thì cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp trong bệnh lý tự miễn, nếu như các bạn không có các cái kháng thể, xét nghiệm các kháng thể thì trên siêu âm các bạn cũng có thể một phần các bạn sẽ đánh giá được. Nghe các bạn báo cáo thì tuyến giáp nó có một số các cái nhân, thì tôi cũng không rõ đấy là những cái nhân mà nó có sản xuất hormone hay không, thì các bạn phải cho hình ảnh siêu âm thì mới có thể nhìn được. Thứ hai nữa, đấy là nguyên nhân thứ hai, có thể là các cái biếu nhân nhiễm độc tuyến giáp. Cái thứ nguyên nhân thứ ba nữa là bệnh nhân này, các bạn báo cáo là trước có bệnh tim và bệnh nhân cứ uống thuốc gì đó, thì cũng cần phải chú ý là cường giáp do sử dụng cocodarone, liệu bệnh nhân có sử dụng cocodarone hay không. Thì ba cái nguyên nhân cường giáp bệnh nhân này mình cần phải loại trừ. Về mặt điều trị thì hiện nay men gan của bệnh nhân tăng gấp 5 lần bình thường. Do vậy mà cái điều trị kháng sạn tổng hợp cho bệnh nhân này vào giai đoạn này là các bạn cũng không thể dùng được kháng sạn tổng hợp. Tuy nhiên nếu như mà cứ để tình trạng cường giáp này thì cái tình trạng suy tim nó sẽ trầm trọng thêm. Không biết bệnh viện các bạn có dung dịch glucon pha được không? Dung dịch iốt ấy, glucon 5%. Dạ, em cô là bệnh viện em không có. Ở bệnh viện Đại học Y thì khoa dược các bạn có thể pha được, thì các bạn có thể liên hệ vì nó rất rẻ thôi. Nhưng mà vào giai đoạn này thì bắt buộc là các bạn sẽ phải dùng glucon cho bệnh nhân. Và sau đó, sau giai đoạn này thì dù là nguyên nhân gì đi nữa thì bệnh nhân đã có cái suy tim trầm trọng như thế này rồi, và đồng thời có nhân tuyến giáp nữa, thì kể cả do cocodarone hay là do tuyến giáp tự miễn hay là do nhân độc giáp trạng thì phương pháp phẫu thuật sẽ đặt lên hàng đầu đối với bệnh nhân này. Khi mà cái tình trạng tim mạch của thầy Hiếu tương đối ổn thì nên phẫu thuật, bởi vì nếu cường giáp luôn ổn ạ, cô ạ. Thầy Hiếu, chắc thầy Hiếu điều trị tim mạch sẽ tốt thôi. Thế thì bởi vì nếu như cường giáp mà kéo dài này ấy, thì khi mà điều trị thuốc kháng tràng tổng hợp với men gan tăng này thì thuốc kháng tràng tổng hợp nếu do bệnh lý tuyến giáp tự miễn thì cũng còn rất lâu mới trở về được bình giáp. Nếu do về cường giáp do cocodarone lại càng nguy hiểm, nó cũng vì là iốt nó sẽ lắng đọng ở các mô, và thỉnh thoảng nó lại đẩy ra một cái cơn, mà lên cái cơn nhiễm độc giáp cấp này thì rất là nguy hiểm. Và nhân độc giáp trạng thì cũng không thể nào mà điều trị được bằng thuốc kháng trạng tổng hợp được. Do vậy mà về tim mạch tương đối ổn thì cái phẫu thuật đối với cắt tuyến giáp là cái đặt ra hàng đầu đối với bệnh nhân này để điều trị cường giáp về sau. Còn giai đoạn này thì các bạn sẽ nên dùng glucon, và các bạn sẽ liên hệ với hoặc là ở bên bệnh viện Đại học Y Hà Nội hoặc là bên bệnh viện Bạch Mai, là các bạn ấy có pha chế được dung dịch glucon để điều trị ngay cho bệnh nhân, kết hợp với bệnh nhân này có cái tổn thương gan nữa thì tôi nghĩ là các bạn cũng cần phải tìm thêm cái tổn thương gan. Cái nguyên nhân viêm gan B, viêm gan C ở đây các bạn làm thì đã âm tính rồi. Tất nhiên các bạn phải làm theo phương pháp, đừng làm test nhanh vì test nhanh nó sẽ rất khó để loại trừ. Còn nếu như không bị viêm gan B, viêm gan C thì nhiều khả năng là có thể là viêm gan tự miễn kết hợp hoặc là gan tim do cái suy tim lâu ngày, thì điều đấy nó cũng ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị. Bên cạnh đó nữa thì giai đoạn này bệnh nhân vì tiểu cầu cũng đã bắt đầu giảm rồi, nếu như mà không phải là cái nhiễm trùng nó gây ra DIC giảm tiểu cầu thì có thể là cái tổn thương gan này đã bắt đầu có cái dấu hiệu của xơ gan. Và vì vậy thì tất cả các cái bệnh lý phối hợp các bạn cũng cần phải làm thêm cả pothombin, xem tỷ lệ pothombin là bao nhiêu, và chúng ta cũng xét là cân nhắc với cái rối loạn nhịp tim ở cái mức là nó cứ lúc thì loạn nhịp, lúc thì về. Các bạn đã mặc dù các bạn cũng đã đưa về nhịp xoang rồi, nhưng trong cái giai đoạn này nó rất dễ bị tắc mạch. Do vậy mà cái việc chống đông thì cũng cân nhắc, thì tí nữa xin ý kiến thầy Hiếu thêm về vấn đề này. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Nga. Thứ nhất là tôi đề nghị là bác Quang cho cái chuyến xe đầu tiên về Hà Nội thì đến lấy glucon đấy ạ. Cái đấy không phải mua đâu, bệnh viện có thể tặng được ngay cho bác Quang. Cái thứ hai là chúng ta có thể học được cách pha, cũng không có bí quyết gì đâu, cái đấy nó cũng rất đơn giản. Bệnh viện bác Quang hoàn toàn có thể làm được. Còn về cái chức năng gan thì tôi cũng thấy là rất mừng là hiện nay sau 4 ngày điều trị thì hiện nay men gan đã xuống rồi, và chúng ta thấy là bệnh nhân men gan xuống cùng với cả tình trạng suy tim có cải thiện thì chứng tỏ là cái gan này chủ yếu là cái gan tim thôi. Vâng, do đó các anh chị em cũng yên tâm. Bây giờ tôi xin phép mời thầy Hồi, vì bệnh nhân này có một cái nghi ngờ là có tổn thương do phổi, nhưng mà
thầy có ý kiến gì về bệnh nhân lý về phổi không ạ? Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô các anh chị, cái phổi này có vẻ gì đó là của thầy Hiếu cả thôi. Vâng, thế thầy cứ nói câu đấy để yên tâm ạ. Vâng, không lại vừa suy viêm gan tự miễn lại vừa cường giáp. Cái này là của thầy Hiếu cả. COPD thì khó quá. Vâng, thì tôi cũng thống nhất với thầy hồi cái tổn thương CT mà thầy Linh phân tích thì chủ yếu nhất là tình trạng tăng áp phổi do suy tim trái. Và xin phép cho hình ảnh của điện tâm đồ trước hình ảnh siêu âm ạ. Kỹ thuật đưa hình ảnh điện tâm đồ giúp ạ. Vâng, điện tâm đồ và chúng ta nhìn thấy cái điện tâm đồ này cũng là một trường hợp rất là điển hình của một trường hợp bệnh nhân bị trường hợp điện tâm đồ trước đấy ạ. Cái điện tâm đồ này sau sốc điện rồi, còn cái trước. Vâng, cái đây điện tâm đồ điển hình của trường hợp rung nhĩ nhanh. Nhưng các thầy cô anh chị nhìn thấy là có một đặc điểm khác, cái rung nhĩ khác đấy là bệnh nhân này chụp điện tim là có D2, D3 cùng Q sâu và V1 đến tận V6 Q rất sâu, ST chênh lên. Cái này là rất rõ điển hình một tổn thương mạch vành, đây là bệnh lý tổn thương mạch vành mãn tính. Nên là bệnh nhân này thường là có tổn thương là do đã bị nhồi máu cơ tim rồi. Và cái đau ngực của bệnh nhân chắc xuất hiện từ nhiều năm nay và bệnh nhân cứ thỉnh thoảng phải dùng cái viên thuốc trợ tim giảm đau ấy, thì người ta hay cho để cho đỡ đau thôi. Điện đồ này là một cái nhồi máu cơ tim mà lại có thể gọi là nhồi máu cơ tim và tổn thương đa thân mạch vành. Có cả tổn thương hình vùng sau dưới và vùng trước vách của bệnh nhân từ V1 đến tận V5. Nên là tổn thương cả mạch liên thất trước lẫn mạch vành phải hoặc là mạch mũ. Và chính vì tổn thương mạch vành như vậy thì bệnh nhân dẫn đến tình trạng là suy tim phù hồi cấp, thì nó biểu hiện của cái suy bơm rất là kinh điển. Và các bạn ấy lúc ấy là bệnh nhân tụt áp, thì trong tổn thương mạch vành khi mà tụt áp thì chúng ta vẫn có chỉ định là sốc điện chuyển nhịp. Và trên siêu âm tim, xin phép hình ảnh siêu âm tim ạ. Siêu âm tim thì tôi cũng muốn để cho anh chị xem phân biệt được giữa siêu âm tim do hở van hay lá gây suy tim khác với cả tổn thương do bệnh mạch thế nào. Thì anh chị có nhìn thấy trên trục, đây là trục 4 buồng dưới ở mỏm tim lên, thì có nhìn thấy là gì, thất trái bệnh nhân giãn rất nhiều. Dòng hở hay lá là dòng hở lệch tâm, chủ yếu do giãn vòng van nó đi lệch tâm, mặc dù nó đi lên tận gần trần nhĩ trái. Tuy nhiên so với cả tổng diện tích của nhĩ trái thì cái này nó chỉ là mức độ từ vừa đến nhiều, nghĩa là khoảng 2.5 đến 3/4. Và buồng thất trái giãn rất nhiều, chức năng thất trái giảm nhiều. Còn nếu mà trường hợp bệnh nhân hở van hay lá gây suy tim thì nhĩ trái nó sẽ giãn nhiều hơn thất trái. Và chức năng thất trái trong trường hợp mà hở hay lá thì thường là sẽ bảo tồn, thậm chí có những trường hợp bị tăng giả tạo do tăng cái cung tiền gánh của thất trái. Chính vì vậy thì bệnh nhân này trên hình ảnh siêu âm tim chúng ta thấy là giảm vận động cả rất nhiều có thành tim và chủ yếu vùng mỏm tim và thành sau. Chỉ còn một chút hoạt động ở thành bên thôi, nên là khả năng nhất trên cái tổn thương mạch vành bệnh nhân sẽ là tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và tắc động mạch vành phải. Và đây là một trường hợp bệnh nhân tổn thương ba thân mạch vành. Và kết luận của trường hợp này trong chẩn đoán thì các bạn chẩn đoán rất có thể đưa vào thêm chẩn đoán, đấy là chẩn đoán là suy tim phù hồi cấp do bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì bệnh nhân có rung nhĩ nhanh gây tụt áp, hở hai lá vừa đến nhiều, hở ba lá nhiều do tăng áp phổi. Còn chẩn đoán của cô Nga sẽ là vẫn giữ nguyên, đấy là theo dõi bằng cái cường giáp phối hợp đi kèm theo. Và chúng ta cũng cần loại trừ cái cường giáp sẽ làm nặng lên cái vùng tổn thương này. Còn cái cuối cùng là cái áp xe cạnh rốn, thì không biết là chúng ta có thể xem hình ảnh cái áp xe được không ạ, để cho các thầy cô ngoại đây xem cái tổn thương áp xe này là cái vấn đề gì không. Nhưng tôi nghĩ chắc cái này cũng chỉ là do một tình trạng bệnh nhân suy kiệt kéo dài đấy. Hiện nay bệnh nhân nặng có 49 cân, BMI là 17,9, cao 1m65. Mình có hình ảnh không ạ, có hình ảnh áp xe cái chỗ áp xe bụng ạ, không phải trên CT như trên ảnh chụp. Thầy Linh có thấy được CT có hình ảnh ạ? Có cắt đến tận dưới không ạ? Em có chụp CT bụng rồi ạ? À, có hình CT bụng à? Đấy, kéo xuống ạ. Tôi trong hồ sơ bệnh án có ảnh chụp đấy ạ. Thầy Linh kéo xuống cái hình slide ạ. Cuối cùng đấy ạ. Nữa. À, hết rồi. À, đây. Vâng. Cái này trước đây bệnh nhân mổ dạ dày đúng không ạ? Hay là cắt cái gì đấy? Vâng ạ. Là mổ thủng dạ dày cách 2 năm ạ. Vâng. Mổ ở mình ạ. Ở Bắc Quang ạ. Vâng, ở mổ Bắc Quang luôn ạ. Hồi ấy cũng chúng ta chắc chưa kịp nghe tim bệnh nhân đúng không? Vâng ạ, hồi đấy thì chưa có telehealth. Vâng. Cảm ơn thầy cô thôi. Cái này thì chắc là cũng là một cái tổn thương tại chỗ đấy, không phải bệnh nhân này không có biểu hiện của nhiễm trùng toàn thân thì ta không lo ngại cái tổn thương đường vào. Cái này không biết các thầy cô ngoại nào có ý kiến không? Mời thầy Vinh ạ. Thầy Vinh có ý kiến về cái tổn thương này không? Thầy bấm em cái microphone ạ. Trong trường hợp này thì phải điều trị kháng sinh thôi. Nếu mà nó vỡ ra thì thay băng.
Vâng. Mà mổ thì không hiểu là đóng phúc cân cơ bằng cái gì, nếu mà đóng bằng tắc lông thì có thể là khi nó lại có chỉ đùn ở chỗ đấy. Vâng. Thứ ba nữa là nó cạnh rốn thì cũng phải nghĩ đến là có thể là một cái nang rốn nhiễm trùng có thể có. Vâng. Vâng. Nghĩa là hiện nay chúng ta không phải xử lý gì, cứ theo dõi thôi đúng không ạ? Vâng. Vâng, có cần bôi những thuốc gì vào đây không ạ? Có cái thái băng chắc có trắng trắng này, chắc có mủ nó sắp vỡ rồi. Vâng. 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 Cuối cùng xin phép mời thầy Hà, thầy Vũ Việt Hà, thầy sẽ cho ý kiến về cái làm sao cắt được dobutamin cho bệnh nhân. Bệnh nhân hiện nay chúng ta đang vẫn phải dùng dobutamin. Vâng, em cảm ơn thầy cả hội đồng. Thứ nhất là bệnh nhân này thì có lẽ là các thầy thấy rằng là bệnh nhân này vào bệnh cảnh cái phù phổi cấp do suy tim, có những bệnh cảnh của suy tim toàn bộ. Vì thế nên là bệnh nhân này thì nó khác với phù phổi cấp chúng ta hay thường xử lý là chúng ta dùng các cái lợi tiểu, dùng cái thuốc giãn mạch. Thì nhóm bệnh nhân này thì do suy tim nặng AF có khoảng tầm 32-32% thì chúng ta rất khó, huyết áp thì thấp, chúng ta không thể nào mà dùng được cái phương pháp điều trị phù hợp các thông thường. Vì trong điều trị của nó thì có lẽ vẫn là vấn đề chúng ta phải xử lý cái vấn đề dùng các thuốc trợ tim cho bệnh nhân để mà tăng cái cơ tim để giải quyết vấn đề phù hồi cấp. Thế còn lại là cái nguyên nhân thứ hai, có lẽ là nguyên nhân chính mà gây ra cái bệnh lý suy tim này như thầy Hiếu nói, như là cái bệnh nhân có cái hội chứng vành cấp và bệnh mạch thân mạch vành. Em nghĩ rằng cái vấn đề chúng ta cần phải xử lý cái mạch vành và cái điều trị cái suy tim ổn định hơn thì chúng ta mới có thể xử lý được cái cắt được cái vận mạch cho bệnh nhân này. Thế còn cái vấn đề mà tăng men tim, men gan như bạn chẩn đoán đây là một cái sợ là bệnh nhân này có suy gan cấp, thì em nghĩ những ý kiến của thầy Hiếu với cả cô Nga thì ạ. Bệnh nhân này thì chắc là trong bệnh cảnh của một cái hội chứng gan cấp do tim, thì nó do tình trạng giảm tế máu với cả suy gan cấp. Thường thì nghĩa là hay gặp mất khoảng 43% ở những bệnh nhân với biểu hiện là tăng men gan ở ngày thứ nhất và ngày thứ ba. Và khi bệnh nhân được cải thiện tình trạng huyết động thì thường nó sẽ giảm trong vòng khoảng tầm 7 đến 10 ngày kèm theo giảm và cải thiện tình trạng INR và giảm bilirubin cũng như là giảm cái men gan trong tay. Thì trong cái diễn biến này có vẻ là phù hợp với bệnh cảnh mà nó giảm dần theo khi chúng ta cải thiện tình trạng huyết động. Thì em nghĩ rằng cái này quan trọng nhất để giải quyết đấy chính là mình ta điều trị cái cơ tim. Và trong cái điều trị này thì em thấy rằng chúng ta chưa có cái thuốc điều trị mạch vành. Lại xin ý kiến thầy Hiếu là chúng ta sẽ bổ sung các thuốc mạch vành trong này. Nếu chúng ta không chụp được mạch vành thì chúng ta vẫn phải sử dụng một là chống đông hoặc là các thuốc tiêu cầu để chúng ta xử lý cái nguyên nhân chính của nó là do liên quan đến bệnh mạch vành. Sau đó thì chúng ta mới tìm cách chúng ta cắt được dobutamin ạ. Xin hết. Vâng. Như vậy là thầy Hà là từ từ đợi ông tim mạch sang đúng không ạ? Nhưng mà cái này tôi xin nói luôn là cái này không có chỉ định chụp mạch vành cấp cứu. Tại vì tình trạng bệnh nhân này là tổn thương mãn tính mạch vành rồi. Cái ST nó không thay đổi, đa phần là tổn thương gọi là phình mạch vành, phình vách liên thất trong trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cũ. Thì bây giờ chúng ta tập trung làm sao để điều trị nội khoa cho bệnh nhân để có thể không phải truyền dobutamin nữa. Thì tôi có mấy vấn đề đặt ra. Thứ nhất là về lợi tiểu ấy, thì chúng ta phải cho bệnh nhân làm cái cân bằng âm thêm nữa. Hiện nay mình cho có 2 viên Lasix thôi thì tôi nghĩ là chưa đủ đâu ạ. Gan bệnh nhân vẫn còn to đúng không ạ? Gan em thấy là bệnh nhân em thấy là gan của bệnh nhân thì cũng nhỏ lại, bệnh nhân giảm được 6 cân từ lúc vào, em siêu âm tim lại thì có dịch màng phổi thì còn ít thôi ạ, còn 10 mm thôi ạ. Vâng, chúng ta có thể điều trị đường uống được, nhưng chúng ta phải làm sao cho cân bằng bi lăng vẫn tiếp tục âm một chút nữa. Thứ hai là chúng ta phải cho thuốc để tăng co bóp cơ tim thay đổi bằng dobutamin. Thì hiện nay bệnh nhân có một cái tình trạng là có ngoại tâm thu thất, thì các em phải xóa được ngoại tâm thu thất đi để chúng ta có thể sử dụng digoxin. Trong trường hợp này digoxin lại có vai trò rất quan trọng để tăng co bóp cơ tim, mặc dù bệnh lý thiếu máu cơ tim nhưng người ta rất sợ khi dùng digoxin. Tuy nhiên trường hợp này chúng ta cần phải dùng digoxin. Do đó tôi đề nghị là các bạn có thể ở đây có silogin đúng không ạ? Mình có silo không ạ? Lidocaine có Lido vâng. Thì chúng ta dùng lidocaine, chúng ta dùng liều bolus thử, nhưng mà phải rất cẩn thận nhé, dùng liều thấp thôi. Dùng liều cao là có thể dẫn đến tình trạng là bệnh nhân bị gọi là sảng hay là gọi là ngộ độc lidocaine đấy. Thì chúng ta dùng liều khoảng 0.5 mg cân nặng thôi. Nghĩa là bệnh nhân này có bình thường là cái ống 100 mg đúng không ạ? Thì mình có thể cho bệnh nhân khoảng 1/3 ống để test thử xem nó có hết ngoại âm thu trên monitoring không. Nếu hết thì chúng ta có thể dùng liều duy trì bơm tiêm điện. Thì sau khi dùng silogin để xóa ngoại âm thu, mình cũng đã sẽ làm cải thiện chức năng thất trái của bệnh nhân đấy. Thì chúng ta có thể cho dùng digoxin. Các bạn có thể dùng digoxin đường tiêm tĩnh mạch, ở đấy mình có không ạ? Dạ có ạ, digoxin em có. Và cũng bắt đầu bằng liều thấp thôi, có thể dùng nửa ống theo dõi đáp ứng bệnh nhân. Và sau đó thì sau chúng ta có thể phối hợp là dùng digoxin đường uống. Ngoài ra thì nếu mà tốt nhất trong trường hợp này là chúng ta có nitroglycerin truyền thêm tĩnh mạch cho bệnh nhân để chống suy tim, để giảm cái tiền gánh, thì mình có nitroglycerin không ạ?
Hiện tại bọn em chưa có lại đấy ạ. Vâng, thế thôi, chúng ta không có đường tiêm thì chúng ta đành phải dùng đường uống, mà đường uống bây giờ người ta cũng cũng hình như không còn nữa rồi đúng không ạ? Nitromin đây là người ta không sản xuất nữa rồi, thì bây giờ chúng ta còn có mỗi cái gọi là Imdua đấy. Imdua là isosorbit, cũng là isosorbit nitrat, thì chúng ta có thể dùng Imdua là 60 mg, mình dùng một viên chia hai lần cho bệnh nhân này. Còn dobutamin thì mình sẽ giảm dần cho bệnh nhân theo cái đáp ứng của huyết áp cũng như là lợi tiểu. Và đến khi mình cắt được dobutamin thì đấy là cũng là thành công lớn của bệnh viện mình rồi đấy. Vì có những trường hợp suy tim như thế này chúng ta phải dùng dobutamin đến khi bệnh nhân ra viện, là bệnh nhân phải ra bằng cáng. Ngoài ra thuốc chống đông thì tôi đề nghị trong trường hợp này các em sử dụng enoxaparin tiêm dưới da, và liều là liều dự phòng huyết khối và dự phòng tắc mạch mảnh. Chúng ta có thể dùng bệnh nhân này 42 cân thì chúng ta có thể dùng một mũi nửa mũi buổi sáng và nửa mũi buổi tối enoxaparin. Chống đông kháng hiệp tiểu cầu chúng ta có thể dùng nhóm clopidogrel và aspirin phối hợp với nhau, nghĩa là chúng ta có thể dùng, nếu có là dioplavin chúng ta có thể dùng một viên cho bệnh nhân một ngày, và chúng ta sẽ phải cố gắng cắt được dobutamin cho bệnh nhân. Thì sau khi cắt được dobutamin cho bệnh nhân, khi bệnh nhân hoàn toàn trở lại ổn định thì lúc ấy chúng ta mới bàn đến cái chuyện là có thể chụp mạch vành để giải quyết cái nguyên nhân cho bệnh nhân được hay không. Còn hiện nay thì chúng ta không có chỉ định để chụp mạch vành hay là cũng như là phẫu thuật gì cả trên bệnh nhân này. Các bạn nghe rõ không ạ? Có câu hỏi gì đặt ra không, hay là có bàn luận gì với chúng tôi không ạ? Vâng, em nghe rõ. Em có câu hỏi là bệnh nhân này hiện tại bây giờ cái INR là 1.7 ạ. Vâng, bệnh nhân này đã về nhịp xoang rồi thì chúng ta cũng không có chỉ định dùng kháng vitamin K, vì bệnh nhân này là cái nguy cơ tắc mạch hiện nay không phải là tắc mạch ở hệ thống chúng ta không thấy có, mà chúng ta sợ nhất là tắc mạch vành. Thì do chúng ta ưu tiên sử dụng enoxaparin trong bệnh viện và kháng tiểu cầu kép, chúng ta không dùng kháng vitamin K tổng hợp, vì cái này bệnh nhân đã tình trạng chức năng gan không được tốt mà chúng ta cho thêm thì nguy hiểm, bệnh nhân có thể chảy máu thêm nữa. Các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, em cho em hỏi là cái lidocaine đối trường hợp mà bệnh nhân này thì em muốn là các thầy phân tích giúp mình và em là xem cái CT bụng, xem gan có vấn đề gì không ạ? Tại vì là bọn em CT ở bọn em thì không thấy gan thì cũng bình thường ạ. Mà nghĩ đến bệnh nhân này có cả sơ gan ấy ạ, thì tiểu cầu cũng giảm mà bệnh nhân cũng có rối loạn đông máu. Cộng với đa chức năng gan thì bệnh nhân này có tổn thương gan, do gọi là tổn thương gan là chắc chắn, vì bệnh nhân bị suy tim giai đoạn kéo dài, nó gọi là sơ gan tim nữa. Do đó thì chúng ta biết là hiện nay chúng ta cái lidocaine thì không tác dụng gì đến ảnh hưởng đến sơ gan tim nữa. Anh em mạnh dạn dùng, đây là một thuốc chống loạn nhịp khá lành tính. Nó chỉ có tác dụng phụ duy nhất mà đáng sợ nhất, đây là chúng ta chọn tiêm liều cao quá nó bị loạn thần, bệnh nhân tự nhiên lại lăn đùng hôn mê, bác sĩ cũng sợ cuống cuồng lên, nhưng mà lúc sau nó sẽ hết thôi, người ta tỉnh lại thôi. Thế chúng ta dùng cái liều thấp và tiêm tĩnh mạch theo dõi sát monitoring thôi. Cái việc tiêm đấy để chúng ta test xem cái đáp ứng của ngoại tâm thu thất nó có được xử lý bằng siloxin không, sau đó chúng ta duy trì. Để ngoại tâm thu này sẽ có thể có nguy cơ cho bệnh nhân khi bệnh nhân dùng ligoxin, và đặc biệt là bệnh nhân vẫn có cái nguy cơ là rối loạn điện giải, do dẫn đến có thể dẫn đến rối loạn nhịp trở lại. Các em có hỏi gì được không ạ? Dạ, em muốn hỏi là khi mà cái ngoại tâm thu thất này mà đau ổ như này mà nhìn số lượng nhiều này, khi mà dùng thì nếu mà cái trên monitor ấy thì cái ngoại tâm thu thất mà nó thưa thì bọn em cần đeo lại cái monitor để đánh giá xem là có ngoại tâm thu số lượng nhiều không, để bọn em dùng ligoxin ấy. Thì cái vâng, như này chúng ta phải bảo đảm là bệnh nhân không có ngoại âm thu đến sớm ở trên monitoring cái đã. Còn bệnh nhân này đeo holter thì cũng rất tốt rồi, tuy nhiên là đeo holter thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái ổ ngoại âm thu khác nhau, và chúng ta không thể vừa đeo holter lại vừa truyền lidocaine được. Chúng ta có monitoring mà, ngày nào chúng ta cũng đeo đâu, chúng ta theo dõi monitoring là hoàn toàn được rồi, chỉ có là chúng ta phải theo dõi sát cho bệnh nhân hơn thôi. Mà cái rối loạn nhịp tim là một cái rất phức tạp, rất cần thiết là khi mình sử dụng thuốc loạn nhịp mình xem đáp ứng từng phút từng giờ một cho bệnh nhân. Thì tôi đề nghị là các em cứ mắc monitor, ở đấy có monitor mà đúng không? Vâng ạ. Vâng, chúng ta cứ tiêm test thử lidocaine, em sẽ thấy là bệnh nhân sẽ hết ngoại âm thu trên monitoring, thế là chúng ta mừng rồi, chúng ta bắt đầu cho truyền. Còn nếu chúng ta có nữa, khó nữa thì chúng ta đành phải dùng đến vũ khí cuối cùng, đấy là cortisone. Nhưng mà cortisone thì tôi không khuyên dùng trong trường hợp này, vì trường hợp này vừa có tổn thương tuyến giáp lại vừa có suy chức năng gan, đấy mới là cái đáng ngại của cortisone. Nhưng mà khi mà bí quá không cách nào khác, cứ lên cơn nhanh thất suốt thì chúng ta vẫn phải dùng thôi.
Còn chúng ta hy vọng với silogain này chúng ta sẽ có thể cắt được cái nhanh thất của bệnh nhân. Vì tôi nghĩ là nhanh thất này không phải là do nguyên nhân có các ổ loạn nhịp, mà nhanh thất này là do tình trạng suy tim, giãn cái buồng tim, giãn tế bào cơ tim bị suy thì nó có thể gây các ổ loạn nhịp do tình trạng suy tim, thiếu máu cơ tim gây ra. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Vâng, em hết câu hỏi rồi, em cảm ơn các thầy. Tôi cũng rất mong các đầu cầu hỏi như thế, hỏi làm sao để cho các thầy bí, các thầy không trả lời được, các thầy đầu hàng thì chúng ta mới thọc hỏi được chứ ạ. Vâng, cảm ơn em. Giới thiệu các thầy cô, đây là mấy bạn mới chỉ là chuyên khoa định hướng tim mạch đấy ạ. Mà bạn học siêu âm tim và làm cái siêu âm tim rất tốt. Em học mấy tháng ở dưới Hà Nội nhỉ? Siêu âm tim ạ. Em học 3 tháng ạ. Vâng, đây là một cái tấm gương để chúng ta biết là với 3 tháng mà chúng ta được điều kiện tiến hành can thiệp rồi phẫu thuật xem từ đầu đến cuối thì người ta sẽ đẩy rất nhanh cái việc chẩn đoán trên siêu âm. Vâng, cảm ơn đầu cầu Bắc Quang. Xin chuyển sang đầu cầu Bình.